Dạ chào quý anh chị nha. Thì trong video ngày hôm nay á, em Duy sẽ gửi đến quý anh chị mình cái mẫu nhà ở giá cực rẻ luôn, mà vị trí của mình là gần Trạng Long. Thì trục đường Đỗ Nguyễn Tấn á, cô chú anh chị mình đi vào đây khoảng tầm 600m thôi anh chị. Đường xe hơi đến nhà luôn. Nhà của mình là dãy nhà khu phố rất là vui anh chị. Có dân cư ở hết rồi. Thì ngày hôm nay em Duy sẽ giới thiệu cho anh chị mình căn nhà này ở thiết kế một trệt một lầu anh chị, hình máy hợp cho mình. Với diện tích là ngang 4m, dài sâu vô là 9m nha. Thiết kế sẽ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đó. Và đường trước nhà mình cũng như thế là đường ô tô nha. Ở mà mặt dựng ở đây như ốp lát cả đóng kiến hết rồi nè, sạch sẽ nha. Và em Duy có xin đồng hồ nước và đồng hồ điện liên hết luôn. Nước là nước thì cột anh chị, còn điện là nhà nước luôn. Đó, thì bước vào nhà thì em Duy có trang bị cho mình lớp cửa bảo vệ phía ngoài anh chị, cửa làm bằng sắt hợp nha. Có sơn tĩnh điện chống dỉ sét nè, nó đi chung với kính cường lực. Ở đây cô chú anh chị mình làm thêm một bộ vèm, mình tăng điện tư. Đây, nhà ngang 4 rất là rộng anh chị. Đó, anh chị mình mà công nhân nè, ở hai vợ chồng, hai đứa con ở căn này là rất là thoải mái luôn. Có không gian phòng khách anh chị, rất là rộng rãi cho những chị về thay sự thì có setup nha. Ở đây thì như có setup sẵn một ghế sofa nè, để cho chúng chị mình để thêm tivi. Ở bên tường thì em như ở gạch lên cao 1m2 luôn, dễ lau chùi dọn dẹp. Ở hệ thống trần á là trần thạch cao dược hợp anh chị, đi chung với hệ thống đèn lon đèn led nè, rất là lung linh nha. Thì khu vực phòng khách nó liền sẽ là khu vực nhà bếp anh chị, thiết kế theo kiểu không gian mở nha. Bếp ở đây thì em như có gắn cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Ở tông màu nhôm và gỗ thì rất là hiện đại luôn. Có mặt bếp thì như dán đá quá cường đen cho mình nè, có bồn cái chén ở đâu nha. Vậy cô chú anh chị mình để thêm một bộ bàn ăn đó, từ 4 đến 6 người nha. Rất là phù hợp luôn. Khu vực này rất là rộng anh chị. Đây thì có ống cấp ống xả máy giặt. Và dưới chân cầu thang á hiện như có chỗ để trống á, cô chú anh chị mình về có thể làm thêm cái kho ở mình cất đồ đạc đây. Và cuối nhà thì sẽ là nhà anh chị một nhà vệ sinh nè, đầy đủ các trang thiết bị nha. Em như ốp gạch cao sạch sẽ hết cho mình. Thì em như xin nhắc lại căn nhà của mình á, thì với diện tích là ngang 4m, sâu vô là 9m nha, thiết kế một trệt một lầu, hình máy hợp anh chị. Thiết kế sẽ có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Giá tổng là 780 triệu nha. Giá này không phát sinh thêm chi phí nào hết. Thì chú anh chị mình thấy yêu thích, thấy phù hợp với mình thì cứ nhắc máy alo em như sẽ hỗ trợ cho chú anh chị mình trực tiếp xem nhà để có cơ hội được mua căn nhà này với một cái giá cực kỳ tốt hơn luôn. Thì căn nhà này thì em như bên trực tiếp đơn vị em như đầu tư xây dựng nha. Thì giá này thì còn bất hợp cho anh chị mình á, thì chú anh chị mình thấy yêu thích, thấy phù hợp thì cứ gọi ngay cho em. Thì em như bằng chú anh chị mình tiếp tục theo em đầu trên nè. Và ở đây là khu vực cầu thang ở tầng 1 anh chị. Nó đi rất là rộng rãi luôn. Và ở trên tầng 1 mình á thì sẽ có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Thì giờ em như mời chú chị mình tham quan căn phòng nhất anh chị. Quá trời rộng rồi. Để giường tủ quần áo thì khỏi phải bàn luôn. Có cửa sổ thông thoáng nha. Anh chị mình có thể lấy sáng lấy gió vào. Rất là tuyệt vời luôn. Hệ thống đèn lon đèn led nha. Và dưới nhà thì sẽ có nhà anh chị một cái nhà vệ sinh nè, dùng chung cho 2 phòng nha. Đầy đủ hết trang thiết bị cho mình luôn. Em đi ở mặt cao. Đây. Một căn phòng ngủ master phía trước anh chị, cực kỳ là rộng rãi luôn, có lối cửa ra ban công nè. Cô chú chị mình có thể ra đây mình không mát không gió và kèm một cái cửa sổ lớn anh chị. Rất là tuyệt vời luôn. Thì em như sẽ nhắc lại căn nhà này á, thì với diện tích là ngang 4m, sâu vô là 9m, thiết kế một trệt một lầu nè, gồm 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Thì căn nhà này vị trí là gần chợ Hạ Long, thì đường Đoàn Nguyễn Tấn cô chú chị đi qua khoảng tầm 600m thôi. Đường xe hơi đến nhà. Khu vực của mình là đông đúc dân cư hiện hữu hết anh chị. Giá tổng căn này là 780 triệu nha. Thì giá này bên em còn thương lượng á, chịu chú anh chị mình thấy yêu thích, thấy phù hợp với mình á thì cứ xuống xem đi, em như sẽ còn bất lọc cho mình. Thì trên màn hình em như đây là số điện thoại của em á, chịu chú anh chị mình thấy yêu thích, thấy phù hợp thì cứ gọi ngay cho em. Thì cứ bên em thì Nhi cũng xin chúc cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nè và thành công trong công việc, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video clip nhà mới tiếp theo ạ.